Vậy thì em không có con đường nào sáng sủa hơn, chính là đừng tiến lên với bất cứ anh nào cả, dừng lại và suy ngẫm đi, bởi vì cuộc đời của mình không phải sinh ra chỉ để mỗi lấy chồng cho nó xong, đúng không? Mình có rất nhiều việc để làm. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng trò chuyện với một bạn trẻ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Alo, dạ vâng, em chào chị. Dạ vâng, đó là trường hợp này của em thì hiện tại là trước đây em có quen một người cũng cách đây 1 năm rồi ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Thế tới hồi em biết là người đó thì nói chung là họ, em nghĩ là chắc chắn là trong tình cảm của người ta thì người ta không tốt với em mà người ta chỉ lợi dụng về thể xác cũng như là vật chất của em á. Vâng. Rồi cái hồi em cũng cảm thấy rất là buồn. Cái tới hồi em có một người quen thì giới thiệu cho em một người đó thì cũng bằng tuổi của em. Vâng. Thế tới hồi và em gặp nhau 1 lần ở trong thành phố này, như bố mẹ của anh đó là kêu anh về quê. Thế tới Vâng. hồi em cũng buồn cái chuyện ở trong đây, thế anh về quê thì anh cũng gọi điện nhắn tin cho em thì anh cũng rủ em về quê chơi. Thế tới hồi em cũng về quê em chơi thì khi mà về quê thì gặp lại nhau thì anh ấy quyết định là như là sẽ đặt gia đình, đặt vấn đề với gia đình của em á, Vâng. thì nói là cho 2 đứa cưới nhau á. Nhưng Vâng. mà khi mà gia đình nhà anh ấy thì xuống nhà em cũng xin phép bố mẹ em thì đầu tiên bố mẹ em cũng đồng ý, nhưng mà về sau thì đến khi mà gia đình cũng mang các thứ đến để dạm ngõ nhà em á, Vâng. rồi tới hồi lúc đó bố mẹ em lại không đồng ý nữa. Thế tới hồi tại vì cũng có một số cái tính cách của anh ấy thì theo em thì vấn đề đó thì em nghĩ là bình thường, thì em nghĩ là đấy là con cái trong gia đình rồi thì cũng không sao hết. Nhưng mà bố mẹ em thì lại nghĩ là cái vấn đề đó không được, giống như là quá tự nhiên rồi quá là coi giống như là con cái trong nhà sớm quá thì nó không hay. Bố mẹ em quyết định là bố mẹ em không đồng ý, thế bố mẹ em bắt em vào trong Nam. Thế rồi ở nhà bố mẹ em tự giải quyết với gia đình nhà họ. Thế rồi khi em vào trong đây á thì cái người mà bạn em trước đây á thì cũng gọi điện cho em, xong rồi cũng đến chơi thì thật sự là em cũng không biết làm sao nữa. Thế em cũng quay lại, em quay lại xong bây giờ á, thì em cũng quyết định là em chia tay với cả người đó luôn. Nhưng mà nhiều lúc mà em thấy nhớ người đó khủng khiếp được á. Bây giờ nhiều lúc em nhớ người đó nhưng mà em lại nhắn tin cho người ở quê. Vậy em muốn em xác định như là cái tình cảm của em hiện nay là với người đó như thế nào á. Vâng. Vấn đề của bạn xin chuyển đến anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý của chương trình sẽ trả lời cho bạn nhé. Dạ vâng. Ừ em ơi, Dạ. thật lòng cho đến giờ phút này thì em nghĩ về ai nhiều hơn, em yêu ai nhiều hơn, và em có mong muốn là nếu mà được cưới thì cưới anh nào, cưới cái anh mà em say mê ấy, hay là cưới cái anh mà ở quê? Thực sự bây giờ em cũng không biết làm sao nữa. Nếu mà cưới, thực sự nếu mà nghĩ nhiều về người kia thì nghĩ nhiều về cái anh ở trong đây hơn, chứ còn người ở quê thì thực sự em chỉ muốn là cưới đi để cho nó ổn định cuộc sống thôi, chứ thực ra em không có yêu người đó. Rồi, thế thì thế này, với cái người mà ở quê ấy, mà mình đã không có tình cảm, chỉ là muốn cho nó yên thân thôi, chứ còn đầu mình vẫn còn nghĩ đến cái người mà người ta lợi dụng mình ấy, thì đừng có làm khổ bản thân mình và cũng đừng làm khổ cái anh ở quê. Đám cưới không phải là một cái giải pháp và không phải là cái đích cuối cùng, bởi vì rất nhiều người cưới xong rồi là 3 bữa đập nhau rồi đưa nhau ra tòa ly hôn. Quan trọng là cái tình yêu và cuộc sống bền lâu. Chứ còn thì cưới thì chẳng cưới cũng còn được cơ mà. Rất nhiều đôi người ta yêu thương nhau vì lý do này lý do khác người ta chẳng cưới. Người ta có thể làm đăng ký kết hôn để cho nó hợp pháp trở thành vợ thành chồng cũng được cơ mà. Thế nhưng mà trong cái trường hợp của em thì đừng làm gì với cái anh ở quê, tội cả cho anh ấy cũng như tội cho mình. Thế còn trường hợp mà cái anh mà em hay nghĩ đến ấy, mà biết rằng người ta đến chỉ lợi dụng mình là thân xác thôi mà mình vẫn mê mẩn người ta, thì trường hợp này người ta gọi là yêu quá hóa mù, hoặc là một là tức tối, hai là bản thân người ta, em và anh ấy cũng có những cái gần gũi hơn so với cái anh ở quê, đúng không? Kể về Đúng những rồi. tình cảm đã có nhiều kỷ niệm, đã từng A, B, C với nhau, đã từng đi ăn, đi uống, đi chơi, trò chuyện, có nhiều Không, thực thứ. ra là như thế này anh ạ. Thực sự là trong thời gian mà em yêu người đó, thực sự em chưa bao giờ có một cái cảm giác hạnh phúc khi trong cái tình yêu đó đâu. Thực sự là như vậy. Em nghĩ là người đó thì nói chung theo cái cách nhìn của tất cả bạn bè của em, cách có nhận tiếp xúc của bạn bè em ấy, thì tất cả ai cũng nói là anh nó rất là tốt, mà anh nói là rất là tâm lý, rồi anh nói chung là ai cũng nói tốt về anh đấy. Cho em quyết định em quen và em quyết định là em sẽ kết thúc với người đó, có nghĩa là em sẽ lấy người đó làm chồng. Nhưng mà thực ra thì trong quá trình em yêu ấy, thì em thấy người đó đối xử với bạn em bè em còn tốt hơn cả đối xử với em luôn.
Rồi đấy, đấy là hậu quả của việc là khi mình yêu mình không cảm nhận từ trái tim mà nghe bạn bè xúi giục. Có thể một người đàn ông, một người con trai có thể rất tốt với người ngoài, nhưng mà với người trong nhà hoặc là người thân và người yêu thì lại không tốt. Mình quyết định theo cái ý kiến người khác là hậu quả là như vậy. Và rõ ràng là em nói rằng chưa có những cái ngày hạnh phúc khi chưa thành vợ thành chồng mà còn chẳng cảm thấy hạnh phúc. Thế thì nếu mà lại còn tiến tới đám cưới, lại còn hôn nhân, lúc ấy lại ràng buộc nhau nữa thì chắc là lại còn bất hạnh hơn rất là nhiều. Vậy thì em không có con đường nào sáng sủa hơn, chính là đừng tiến lên với bất cứ anh nào cả, dừng lại và suy ngẫm đi. Bởi vì cuộc đời của mình không phải sinh ra chỉ để mỗi lấy chồng cho nó xong, đúng không? Mình có rất nhiều việc để làm. Công việc của em đang yên ổn này, em phấn đấu hơn lên chút nữa này, rồi là mở rộng giao tiếp, quan hệ bạn bè, em sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều chàng trai khác, chứ không phải chỉ có hai cái anh ấy, một anh đều với một anh ở quê không có tình yêu. Bây giờ cứ phải lựa chọn hai cái thì rất là khó, đúng không? Sao lại chỉ có chọn hai người ấy mà không còn biết rằng là phía trước còn rất nhiều cơ hội khác nhé. Cảm ơn những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc bạn gặp nhiều may mắn. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình hôm nay bằng cuộc gọi đến từ Hà Nội. Alo, chào bạn trẻ đến từ Hà Nội. Yeah. Rồi, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là chồng em có một cô bạn, một cô bạn gái khác thì đấy, qua một cú điện thoại là như thế, em về em bảo là không ấy, thì chị cho em một lời khuyên về em nên phải là như thế nào ạ? Chồng của bạn có một cô bạn gái khác á? Vâng ạ. Sao bạn biết? Đấy, chị qua một cuộc điện thoại tình cờ một hôm em biết là như thế. Vâng, và bạn nghĩ đấy là bạn gái của chồng à? Vâng ạ, đi có người thấy đi như rồi, cách đây 2-3 tháng này rồi, bây giờ thì em bảo thì bây giờ thì khi bảo là chứng nhận là chỉ là bạn bè thôi thì chồng em vẫn không nhận là có tình cảm gì. Chị cho em một lời khuyên nên như thế nào? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ trò chuyện cùng người bạn nhé. Ồ, chào em, mình có đi làm không? Em không, em ở nhà thôi. Ừ. Chồng em thì đi làm ạ. Ừ, ông làm gì có to to không? Ví dụ giám đốc hay trưởng phòng hay là có một cái chức vị gì không? Không anh ạ, chỉ làm về xây dựng thôi anh ạ. À thế à? Vâng. Mình chỉ có ở nhà làm nội trợ, nuôi con đúng không? Vâng ạ. Ông là người đi kiếm tiền chính mang về. Vâng. Mình thấy ông có một cái cuộc điện thoại lạ của một cô gái và mình có theo dõi. Vâng ạ. Và biết đấy là một cô bạn gái. Vâng. Tra hỏi thì cả anh ấy lẫn cô kia đều nói là chỉ là bạn bè. Thì em có nhắn tin nói cô gái kia là bây giờ cùng là phụ nữ đấy, thì bây giờ cô ấy có một người chồng cũng như thế thì cô phải nên nghĩ thế nào, và em chỉ khuyên cô ấy như thế, thế nhưng mà xong cô vẫn cứ tiếp tục vào đấy. Ừ, vào là vào đến. Cái gì? Tiếp tục đến nhà em á? Không đến lại, nhưng mà kiểu điện thoại mấy cả nhắn tin ạ. À, điện thoại nhắn tin xong rủ anh ấy đi. Vâng. Đúng không? Theo mình nghĩ thì đây là phải cặp bồ rồi. Vâng. Chứ không chỉ là bạn gái bình thường, đúng không? Vâng. Ừ. Thái độ của anh ấy đối xử với vợ con khi về gia đình thế nào, tốt không? Vợ chồng em vẫn hạnh phúc ạ. Đấy, cái điều quan trọng nhất là vợ chồng mình vẫn hạnh phúc. Thế vâng. Còn thì mình là phụ nữ, nhất là mình lại không đi làm, mình chỉ ở nhà. Mình làm sao mà theo dõi được anh ấy đi với ai ở đâu, nhất lại là xây dựng nữa. Nay công trường này, mai công trường khác, có hàng trăm các mối quan hệ khác nhau. Tức là cái cơ hội để mình theo dõi, mình rình rập không phải là cái việc chính, và mình cũng không thể làm được, đúng không? Vâng. Nó ảnh hưởng tới cái việc gia đình. Và điều quan trọng là anh ấy vẫn còn trách nhiệm với gia đình. Thứ nhất là phải tin tưởng rằng là đấy chỉ là bạn bè, đặc biệt là đàn ông. Người ta cũng có thể có quyền có like người này, đèo người khác. Chứ không có nghĩa là cứ like với đèo là đã lại đi thế nọ thế kia với nhau. Và một điều nữa là ngay cả trường hợp nếu như họ có gì với nhau thì mình cũng không làm gì được. Nếu như bản thân anh ấy cố tình mà gọi là che giấu, đúng không? Thế vâng. Còn một điều nữa nên nhắc thế này: không làm ầm làm ý, không gây chuyện là gọi là bực mình, và bản thân mình cũng phải tu chỉnh lại. Bởi vì đôi khi đi ra đường, người đàn ông tiếp xúc với nhiều người phụ nữ, người ta thế nọ thế kia, mặt hoa da phấn trông này, ăn nói nhẹ nhàng gọn gàng, mặc đẹp lịch sự, về nhà nếu mà thấy vợ mà cứ bởi vì đôi khi mình ở nhà mình làm công việc nhà mà mình cũng quên đi mất giữ gìn cái hình thức nhan sắc của mình, thì đấy cũng là một cái thiệt đấy.
Vâng. Ồ, như vậy là để cho ông ấy thấy giật mình một cái á, mình đôi lúc bữa nào đấy mặc một cái váy mới tự nhiên ông ấy vẻ úi dồi sao nay xong xinh thế. Thế hay là đi làm đầu ép tóc một chút chút gì đấy, ăn thì mãi cũng hết, tiêu thì cũng hết nhiều, nhưng mà làm một chút gì đấy cho nó đổi mới bản thân đi, để cho ông chồng giật mình thấy rằng ồ thế mà chồng từ trước giờ không biết, nếu mà có cái tân trang và tí xinh phết chẳng hạn. Đấy cũng là cái cách mà mình phòng tránh từ xa, để mà không có kẻ địch xâm lược ấy, thì ngoài cái chuyện là tìm cách mà rình rập người nọ người kia, nhắn tin người nọ người kia, khuyên bảo người ta, còn một cách nữa chính là tăng cường cái nội lực của bản thân mình hấp dẫn, cửa nhà quạnh quẽ tử tế, con cái ngoan ngoãn, thì đấy là một cái gọi là pháo đài vững chắc để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thế còn mình đừng có quá chú trọng đến các cái mối quan hệ ở bên ngoài của anh, như bởi mình không có cơ hội để mà theo dõi hay là nắm bắt được tất cả các mối quan hệ ấy đâu. Đừng vì những cái lờn vờn suy nghĩ linh tinh mà mất những cái hạnh phúc đang rất lớn có ở trong tay nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Chúc gia đình bạn có cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Báo cáo với em xin là tôi có vừa đi làm ăn xa. Vâng. Gần 3 năm rồi, nhưng trong 3 năm thì vợ chồng nói chung là gặp nhau 2 lần. Bây giờ vợ nó cặp bồ người khác, nó về nó đòi ly dị. À vâng. Và tôi còn bắt được con, vẫn bắt tin nhắn của bồ nó nhắn về. Vâng. Và hai vợ chồng thì đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi đúng không ạ? Là tôi nhờ anh Đinh Đoàn tư vấn. Câu hỏi của anh thì chúng tôi xin chuyển tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đang ngồi trong phòng thu. Vâng. Rồi, xin chào em. Dạ, chào anh. Em chắc là vẫn tuổi này em, anh, em năm nay 17 tuổi. À, thế hả? Ừ, rồi. Các cháu lớn chưa? Dạ, cảm ơn anh, em được 4 cháu. Ủa? Cháu lớn thì mới 14 tuổi. Cháu hai em 12 tuổi. À. Cháu 38 tuổi, cháu tư 13 tuổi rưỡi ạ. Trời ơi, thế mà mẹ đi làm ăn xa, là mình thì đang ở Nghệ An đúng không? Vâng. Cô ấy làm trong Sài Gòn hay là Nha Trang, Đà Nẵng hay là nước ngoài? Cô làm Nha Trang. À, làm khu du lịch ấy hả? Công ty thôi. À, làm công ty. Cái đứa cuối cùng mới có 3 tuổi mấy, thế mà cô ấy đi mấy năm rồi thế? Tức là khi nhỏ nó còn rất là bé, cô đã đâu đi làm hả? Nói chung là để được 1 tuổi là cô đi. Wow. Đấy là còn lúc khi đi là có bàn bạc nhau hay là cô ấy a dua theo bạn theo bè? Cô đi, khi đi thì vừa trong thỏa thuận. Đi làm thì đi cũng là thật, là ở quê thì vất vả đấy. Rồi. Thế xong ở nhà là bốn bố con là trông coi nhau, mình có đi không làm gì con nữa không? Chồng em ở nhà chăn nuôi trâu bò, lợn rồi. Rồi. Là cô năm nay cũng chắc là cũng phải bốn mấy đúng không? Bảy năm 36 rồi, trẻ ha. Một nách bốn con đi làm, thế xong khi mình biết thì mình nói chuyện thế nào với cô ấy? Nói thì cô chửi cô về mấy lần, về thường ngày hôm lượt về đây cô bảo là em đi làm đi để làm nhà làm cửa, vợ chồng tìm thấy xây cái nhà làm đâu đấy. Cô làm tại nơi về đã từng hợp gia đình hai bên rồi, bạn vợ đừng đi, em đi này nói. Cô biết lúc đi, bây giờ là chúng đi tất cả mọi người kêu gọi vợ về đoàn tụ gia đình đấy, có lý gì nữa thì cùng tụi con. Rồi. Thứ nhất là thế này này, đúng là vì cuộc sống cho nên là chúng ta phải đi làm ăn xa, và đối với người phụ nữ mà lại ở tập thể, đây không dám nói kết luận cô, nhưng mà cái chuyện rằng người phụ nữ đi làm ăn xa rồi thiếu thốn tình cảm vợ chồng, rồi có những cái mối quan hệ này khác thì không phải là không có, nó cũng tương đối phổ biến đấy. Có người thì khéo léo giữ được chừng được mực, có kín đáo, có người thì để nó quá đà rồi cuối cùng thì tan nát gia đình. Thế nhưng mà đúng là một sự mạo hiểm. Thế thì có hai cách. Một là đằng nào thì mình cũng như từ trước đến giờ, cứ ổn định kinh tế, cuộc sống, chăm con, nuôi con. Một mặt thì vẫn cứ động viên cô trở lại, và tất nhiên là phải cho cái thời, cái hạn thôi. Một cái người phụ nữ, người ta có đang mê muội, đang cái yếu đuối chăng nữa thì cái mê nào nó cũng mê có giấc thôi, chứ không ai để mê triền miên được đúng không? Cái lúc này là cái lúc mà
bồ mẹ bồ trẻ nữa, nó lại hăng hái, nó lại làm cho mê mệt rồi. Thế nhưng rồi cái gì nó cũng chững lại, nó cũng trở lại với một cái người phụ nữ cũng đã từng có gia đình, cũng có 3-4 đứa con. Những cái cơn mà sóng tình say tình ấy nó cũng chững lại, may ra cô có tỉnh táo mà nghĩ lại mà quay trở lại thì là tốt. Thế còn thì mình không thể đợi hết năm này qua năm khác vài ba năm rồi tan nát tơi bời xong sau đấy lại quay trở lại xin lỗi được. Mình nói rằng là anh và con và gia đình thì vẫn chờ mong em suy nghĩ lại, vì thật ra đây chỉ là cái nọ cái kia, gọi là cái cơn cảm nắng say mê, chứ còn thì chúng ta đã bàn với nhau mục đích em ra đi là kiếm tiền để anh thì ở nhà chăm con và cũng lo việc gia đình để cùng xây dựng gia đình, chứ đâu đến nông nỗi này và ai mong muốn rằng là đi kiếm tiền về để xây nhà, nhà chưa xây được thì đã tan mất cái gia đình. Anh thì anh không muốn thế, nhà vẫn luôn luôn mở cửa đón em. Thế nhưng có kỳ có hạn thôi, từ nay đến Tết em suy nghĩ đi, nếu em không về thì lúc ấy có lẽ chúng ta không còn duyên, anh sẽ giải phóng cho em. Tôi ý mình không nói thẳng là tôi sẽ bỏ cô hay là ly hôn, nhưng mà ý muốn nói rằng là mình cũng cứ sẵn sàng là cho cô đi ấy đó. Thế thôi, chứ còn thì bây giờ thì có vay mượn tiền vào đấy tìm được nhà trọ nhà thuê, có tóm được tóc cô lôi về thì cô không về thì mình cũng chả làm gì được, đánh đấm thì như vậy là mình là vi phạm pháp luật nhá. Không, địa chỉ thì em biết, em có người thân không nói, nhưng mà em không vào vì là thật là Mình vào ngộ nhỡ mình gọi là bây giờ còn đang nghi ngờ, mắt không thấy thì tim nó cũng có đau như đau vừa thôi, vào mà lại bắt quả tang lại thấy vợ đang xì sụp nấu ăn hoặc là đang âu yếm với đối tượng nào đó thì rồi có khi mình không làm chủ được cảm xúc, biết đâu một người hiền mấy thì. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Bình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Quảng Bình. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? Hai vợ chồng em lấy nhau còn hơn 10 năm thôi. Vâng. Cũng có hai đứa con rồi. Đều là em bây giờ là cái hoàn cảnh là đang còn ở rể nhà riêng. Ở rể thì gần cái chỗ cô ấy để làm việc. Vâng. Còn em thì cơ quan em thì cách đó khoảng 6 cây. Mà em thì làm cá, làm kịp cả ngày cả đêm. Vâng. Có khoảng 1 năm trở lại đây là cô ấy là nhạt với em, là coi như không quan tâm em. Cái công việc cô ấy thì tất nhiên là bận rộn rồi, mà nếu thứ bảy chủ nhật rồi là cô ấy cứ thấy em về là tránh mặt chứ không quan tâm. Nhiều khi là chở hai đứa con đi chơi, cuối cùng là thả em hụt hẫng, với em thấy cảm thấy hụt hẫng với tinh thần, cảm thấy là có vợ mà như không phải là cái món ăn tinh thần cho mình để mà mình tiếp tục công việc. Tình trạng đó diễn ra lâu chưa bạn? 2 năm rồi, nói chung là cũng khá lâu rồi. Bây giờ bạn muốn chúng tôi tư vấn điều gì? Tư vấn thì làm sao để cho vợ chồng hài hòa để ở nhà bố mẹ đẻ em sống, chứ không sống đó nữa. Với cách đây 1 tuần là em có vào thăm con 1 lần thôi. Vâng. Còn là chỉ dùng sống ly thân gần 1 tháng thôi. À, tức là hai bạn bây giờ là xa nhau rồi đúng không ạ? Dạ, yeah, yeah. Xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh cũng như là tâm trạng của bạn. Gia đình mà có vợ chồng có lúc xô bát xô đũa thì đúng là rất là buồn và cũng là ảnh hưởng tới công việc của mình. Anh Ninh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, dạ, chào em. Hai đứa con đúng không? Thế bà xã thì cũng đi làm, hai vợ chồng đều đi làm, đều có lương. Có điều rằng là mình thì cũng có nhà ông bà. Ở nhà ông bà ngoại. Biết rồi, thế nhưng mà tức là cũng chẳng đặt một kế hoạch là sẽ phải mua nhà khác, bởi vì hiện nay thì tiện cho cô đi làm thì ở nhà ông bà ngoại, thế còn cần thiết thì mình về nhà ông bà nội mình ở được. Ví dụ như em hiện nay đang ở nhà ông bà nội đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bạn nãy có nói là đi làm ca làm kíp, tức là cái nghề nghiệp của mình như thế đúng không? Mà mình làm 24 tiếng, nghỉ 24 tiếng, là coi như mình làm suốt ngày suốt đêm. Rồi thì hôm sau lại được nghỉ bù. Đồng lương thì 5 triệu trở lại thôi, không quá 5 triệu. Thấp thì nó cũng là tình trạng thấp chung của những người đi làm ăn lương thôi, trừ có là kinh doanh thì mới còn cao, chứ còn thì nó cũng là một cái bình thường. Mình dự đoán cái lý do mà vợ lạnh nhạt, không quan tâm, xong rồi chồng về thì cứ quẳng vợ chồng ở đấy, xong đưa hai đứa con đi chơi vui thú ba mẹ con, còn cho bố ra rìa là gì? Là cứ cái tình trạng đó cứ diễn ra là cứ lâu rồi. Biết rồi, nhưng mà mình đoán là nó vì cái gì nó làm như thế? Do cô chê mình làm ít tiền, hay là mãi chả mua được nhà, hay là có bồ, hay là tức là cái điều gì mình phải đoán đấy chứ. Em cũng đoán là vì nhiều cái khía cạnh, một cái khía cạnh là cái lương thấp. Cái thứ hai là không có chỉ tiền thủ để mà tiền tới đây sẽ làm nhà làm đồ, tại vì cái nhà đang ở nhà cấp 4 á. Nói rồi cái đồng lương đó thì làm sao mà làm nhà được, em cũng để từ từ đã.
Tức là thật ra thì mình cũng là người thật thà hiền lành chất phác đi làm thôi, chứ nếu mà về mặt lâu dài chăng nữa thì cũng sẽ chẳng biết đến bao giờ mới sửa chữa được nhà. Dính dáng đến tiền vài trăm triệu thì chắc cũng khó đúng không? À, trừ trường hợp mà ông bà có bán nhà thì chia cho mấy anh em, mỗi người một ít thì may là mình có thể có được một ít thôi đúng không? Thật ra cô cũng hiểu mà, cô lấy mình và cũng biết cái công việc, cái nghề nghiệp của mình cũng chả quẫy đạt được gì. Nhưng mà bởi vì khi lấy nhau một thời gian mười mấy năm trời rồi, xong rồi phụ nữ đi ra ngoài xã hội rồi cũng bị tác động, đi chơi lại nhìn thấy vợ chồng con hồng đấy, ngày xưa nó cũng làm ăn rất là làm công ăn lương cũng phọt phẹt như mình, thế mà thằng chồng nó bỏ việc nhà nước nhảy ra đi kinh doanh, rồi nó đi buôn, rồi nó mở cái nọ cũng kia, giờ khá đợt vừa rồi mua được ô tô. Xong hôm thì lại gặp cô bạn khác, lại thấy nhà nó ổn định nhà mà vẫn mua được một mảnh đất, bây giờ đang xây nhà nghỉ ở bên bãi biển Nhật Lệ, ví dụ vui vui như thế. Thế là tự nhiên cứ tâm tư rồi bắt đầu dù muốn hay không nó có chút so sánh ở trong lòng, chán thế chứ nói nhiều thì lại bảo rằng là mình là người phụ nữ chỉ có tiền, nhưng mà cứ thế này thì không biết rằng đến bao giờ với đổi đời được. Anh nghĩ rằng cô cũng là người mà lịch sự đấy, cũng không đến nỗi mà cứ nói là mồm những cái đâu. Nhiều người là con quát cái mồm ra rồi chồng người ta mà thèm đấy, cũng là thế nọ thế kia đây, cứ thế này không biết là cứ rúc ở cái nhà cấp 4 này đến bao giờ, không biết có khi đến lúc chết chả mở mày mở mặt cái ấy còn điên nữa cơ. Nhưng mà đây là cô có thể chạnh lòng, buồn lòng ở trong người, bởi vì những cái mong ước nó được thay đổi, nó cũng không có được là bao. Thế cho nên là thôi đưa con đi chơi cho nó khỏa lấp, đối thoại đi, đối mặt đi, đừng có né tránh. Cô đã như thế rằng mình chả làm gì, mình dỗi mình bỏ về bố mẹ mình ở, thế cũng buồn cười lắm. Được ngày nghỉ nào thứ bảy chủ nhật đi, cả nhà hai vợ chồng với hai đứa con đi. Chắc là ở Quảng Bình thì cũng chả còn khác biển lắm, thì đi đâu đó chơi. Thế rồi nói luôn cho vợ biết, anh cũng nhìn thấy là cũng khó khăn, anh biết là em cũng thất vọng, cũng buồn, mà nói chứ anh là cái thằng đàn ông mà anh không làm, anh còn mê trong lòng nó mới khổ, nó mới day dứt chứ. Nhưng mà mỗi người mỗi cảnh, anh bây giờ cũng nghĩ rằng là mình sẽ phải làm cái gì, tức là mình phải nói được cho nó hả nó xả, ít nhất là để vợ biết rằng mình đọc được tâm trạng của cô ấy. Hay là thôi anh xin nghỉ việc xong rồi có lẽ là chạy một suất đi xuất khẩu lao động Đài Loan 3 năm xem sao, hay là Hàn Quốc 3 năm xem sao, ví dụ như vậy. Tức là để xem nếu như một cái người vợ mà đang đúng tâm trạng, thật đấy anh đi, chỉ bây giờ để mà một suất đi thế chỉ hết 70 triệu, 100 triệu. À biết rằng cô ấy sẵn sàng đánh đổi, cô khát khao có cái tiền bạc tới mức là thôi thì chồng thì thôi cứ đi nhưng mà làm ăn. Thế hoặc là ngược lại lúc ấy cô ấy nói em thật ra cũng buồn nhưng mà thôi mình cũng chả đến nỗi nào, giờ còn có nhà ở, con nó cứ học hành ngoan là được, thôi thì anh vân vân. Phải nói thẳng chuyện với nhau bởi vì cái này không né tránh được. Đôi khi mình cái suy diễn nó không đúng, có thể trong lòng cô ấy nó có cái khác. Cô cũng muốn là chồng cũng âu yếm này, thế rồi cũng khỏe mạnh một tí, tuần cũng dăm ba lần đây, cứ đi làm 24 giờ ông về, thế lúc nào ngoặt ngoẹo ra ngủ lay không dậy, xong rồi lúc mình thức thì ông lại ngủ, lúc mình ngủ thì ông lại thức, cái giận dỗi nó bằng nhiều thứ lắm. Thế mình lại cứ đi suy luận về tiền, thực ra lại không phải là tiền chẳng hạn. Người đàn ông mà đã mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho phụ nữ khi chả có đồng nào, cô yêu lắm ấy, thậm chí còn cô còn cho thêm đúng không? Thế thì đấy, nói đi, hãy đối mặt đi, nói chuyện với vợ. Đấy thì em cũng nhiều lúc cũng đòi hỏi mà cô cứ bảo là kéo mệt nhọc buổi trưa thì mệt, mà là buổi tối thì mắc con mắc bà ngoài, nhiều khi cả tháng cũng được một lần. Nói vậy thôi, đôi khi cứ ở nhà xong cứ lúc nào mình thích thì mình kéo tay xong lại đòi đòi, mà nó không tạo ra những không khí lãng mạn một chút. Con cũng lấy nhau hơn chục năm rồi, cảm xúc nó cũng cùn rồi đấy, cũng gọi là cùn nhụt như rồi. Mình cũng thỉnh thoảng khơi lại một chút. Tuổi này là tuổi đàn ông với phụ nữ là đều gọi là cái tình cảm yêu đương thì nó đang xuống dốc, sốc lại một tí, gọi là đại tu trung tu ấy. Bây giờ mình bỏ về nhà ông bà nội chả giải quyết được vấn đề gì. Vợ thì đã thấy rằng là chả làm ra tiền, xong rồi vợ chồng thì sống thì nhạt nhẽo cả tháng chả làm gì. Bây giờ còn bỏ về nhà nội ở, thế thì cô ấy thấy cũng chả cần. Bởi vì cô ấy sẽ vui hơn em. Cô được ở cùng bố mẹ cô này, cộng với lại hai đứa con. Phụ nữ thế là ok rồi. Thế xong rồi đi làm lại gần nữa. Thế là mình là thành ra gì rồi đấy. Thế xong đến lúc mà nó lâu quá là quay trở lại, chẳng lẽ cái mỗi lần lại về nhà
với vợ với con lại coi như là một khách đến thăm con à. Thế cơ hóa ra rồi để lâu là nó gãy nó đứt đấy nhá. Yeah. Về rủ anh có kế hoạch là bàn này hưu đợt này nó có cái cáp treo mới, cái loại mà lại cái nhún nhảy đấy, ví dụ như thế, tức là kiếm một cái gì đấy nó là lạ đi, xong mấy mẹ con gia đình đi mình đưa ra những cái điều mình suy nghĩ trong lòng đi, có phải là em thất vọng về tiền bạc hay là thật sự đôi lúc anh muốn rằng bây giờ con nó lớn rồi mình bớt đi, mình sống gần nó dành nhau một tí, để một đứa thì nó ngủ với bà nội, đứa là ngoại, đứa nó ngủ với ông ngoại, hai vợ chồng ở với nhau, ngủ với nhau, chứ mà lại cứ bảo là còn sợ con như thế này, để còn muốn âu yếm là còn sợ con nhìn thấy, anh sợ mẹ vợ nghe thấy thì nó khó hâm lại nhá. Mà đây có một cái nữa là mẹ vợ lại khó tính, ba cứ tìm cách xấu nhất của mình là ba cứ nói thế, nói đến nhiều khi em cũng chành lòng. Thế tất nhiên là con người thì có ưu điểm khuyết điểm chứ ai toàn diện được, mà ba cứ toàn là chế. Đôi khi cũng một phần ở mình ấy, mình thì cũng tốt thôi nhưng mình lạnh nhạt, nhiều người người ta khéo mồm lắm ấy, nịnh được mẹ vợ là đi đâu cũng cứ phải bắt là con rể chở đi này, hai mẹ con díu dít với nhau, thậm chí mẹ vợ còn là cái che chắn cho con rể cơ. Thì rúi cho anh con rể mấy trăm, bảo mẹ cứ mua cái này để cho mẹ con nó, mấy năm nay mẹ con cứ bảo là nó thèm ăn thịt ngỗng chưa có, để tôi cho mẹ mấy trăm đi làm này mua con ngỗng về, bảo là có lương có thưởng. Mình đừng có thấy là bà ấy thế rồi mình cũng sinh ra ác cảm hay ghét gần gũi với bà nhá, không bao giờ thiệt khi mà thân với mẹ vợ đâu. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn có thêm được bí quyết để hâm nóng chuyện tình cảm gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhé. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo. Vâng, câu hỏi của tôi là đúng ra là lâu nay bà xã nhà tôi thì tôi biết là cái bệnh tâm lý bà xã tôi rồi, nhưng mà bà cằn nhằn suốt. Dạ. Làm được cũng cằn nhằn mà không làm cằn nhằn. Vâng. Nói thật là kinh tế thì rất là thoải mái rồi, con cái thành đạt rồi, nhưng mà chỉ có bực cái bà cằn nhằn. Có nghĩa là lúc nào cũng cằn nhằn. Vâng. Tôi mong chương trình em giải đáp cho tôi, hay là tôi gặp anh Minh Đoàn anh tư vấn dùm cho. Vâng, chị nhà là năm nay bao nhiêu tuổi hả anh? Năm nay bà xã cho tôi là tuổi mèo thì năm nay mới 1963 đấy. Vâng. Và gần đây thì anh thấy là tính nét chị có vẻ thay đổi và có vẻ hơi khó tính đúng không ạ? Vâng, tôi cứ nghĩ là đấy, cái giai đoạn mặn kinh mặn kiết thì mình biết rồi, mình hay nghe tâm lý lắm rồi. Nhưng mà không phải, như là nó cũng không hiểu tại sao mà bên ngoài thì bà cũng vui vẻ tươi cười lắm, nhưng về nhà chồng con là bà cằn nhằn. Mình thấy khó chịu quá, thì mong chương trình... Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình chúng tôi sẽ phần nào giúp cho anh điều chỉnh được mối quan hệ vợ chồng trong cái thời gian này nhé. Xin mời chuyên gia. Vâng, chào anh. Thì cái câu hỏi của tôi thì chắc là anh cũng... Dạ, tôi nghe rồi ạ. Cũng nghe rồi đấy. Vâng. Anh mong anh tư vấn cho tôi. Đúng ra thì tôi thì đấy làm công tác xã hội rất nhiều. Vâng. Là đang làm chi hội trưởng chi hội nông dân của một thôn. Dạ, vâng. Năm 2019 thì được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cá nhân. Vâng. Năm 2020 cũng được tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vâng. Mà mình ra bên ngoài bà con quý mến lắm, mà mình chả làm sai, mà với bà xã thì tụi mình tuyệt vời rồi. Mình thế mà chỉ cũng được bà cảm nhận. Vâng. Mong anh. Bà xã là sinh năm 63, tuổi con mèo. Tôi tuổi Thìn, 1964. Nói chung là rồng với mèo là cũng sống được hòa hợp, cũng tốt lắm rồi đấy. Nói cho vui thế thôi, nhưng mà thật ra thế này, chiều bà xã khác hẳn với chiều những cái bà ở ngoài xã hội. Anh cứ ra ngoài ủy ban xã mà anh cứ trong cái hội đại hội nông dân hay là mặt trận tổ quốc mà anh cứ làm thơ, xong rồi anh cứ hát cho mấy bài về Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, ôi rồi các bà sẽ chết như ngả dạ. Đúng không? Thế đúng. Thế nhưng mình về nhà thì vợ mình đâu có cần thơ, vợ đâu có cần nghe mình hát karaoke. Vợ lại bây giờ ở cái tuổi này này, cái lo nhất là mình năm nay cũng năm sáu năm bảy, con cái thì lớn rồi, công tác thì không còn công tác gì nữa, cuộc sống nó quanh quẩn là cứ hết ra vào vườn tược rồi cơm nước rồi chợ búa vậy thôi. Thế rồi ông ấy thì lại cứ rời một tí là đi ra ủy ban, rời một tí là đi hoạt động, ví dụ như vậy. Ngắt lời anh Đinh Đoàn một xíu này, tôi làm công tác xã hội nhưng mình xen kẽ năm toàn phải tranh thủ thời gian chứ đâu có mất thời gian ở nhà đâu. Chứ hôm nào giao ban thì đúng, vào hôm nay tôi giao ban thì mất buổi sáng. Không. Nhưng mà bà cứ lúc nào mà cằn nhằn là cán bộ mà mình thì dân họ bầu chứ mình có ưng làm đâu, chắc có hết khóa lại tôi cũng chắc phải xin nghỉ anh Đinh Đoàn. Không, tôi bảo cái này này, không phải là anh không cân đối được thời gian mà anh công tác đây công tác đó thì mình có những cái thời gian để mình xả tâm tư, hay là mình nói ở đấy rồi mình phát biểu rồi mình chém gió
nó cũng nhẹ người đi về nhà thì mình lại cần một sự bình yên yên tĩnh. Còn người phụ nữ mà bó chặt chân ở trong gia đình sẽ chả còn nói được với ai, chả xả được với ai, thì rất là cần cái người để mà chút. Cho nên là anh đi rồi thì về anh sẽ chịu cái sự cằn nhằn. Anh nói rằng anh không có cái lỗi gì, nhưng khi một người phụ nữ đã cằn nhằn, chắc chắn người ta sẽ không hài lòng một cái gì đó. Có điều là nói ra hay không nói ra, mình có nhìn nhận thấy hay không nhìn nhận thấy. Chứ còn thì chẳng có một người phụ nữ nào vui sướng trong lòng mà lại hạnh phúc tràn trề mà lại cằn nhằn cả. Vì bản thân cái cằn nhằn nghĩa là nó cứ nói lắm rồi thì chi chiết rồi. Ông thì lúc nào cũng đi vẩn ấy. Mỗi một tháng được bao nhiêu hơn 1 triệu bạc tiền phụ cấp mà lúc nào cũng hội. Nghĩa là chị rất mong muốn anh không phải là dành thời gian cho gia đình hay là ngoài xã hội, mà đặc biệt là dành cho chị một chút nữa đi. Anh có hay chở chị bằng xe máy đi đây đó không? Chở xe thì con trai nhà tôi hay con dâu chở, chứ bảo khuấn tôi chở bao giờ. Ê trời điều ơi này. Như này tôi nói với anh Đoàn một tí nữa nha, thôi mong chương trình thông cảm. Đây ngay cái Tết đây tôi cắm cái cây nêu một tháng cằn nhằn suốt. Vâng. Thành ra mình cứ băn khoăn. Nhưng bà ấy cằn nhằn là bà bảo làm sao? Bà ấy bảo cứ khác người, mà chả bao giờ. Mà tôi làm phải nói là cái gì cũng biết làm. Vâng. Hầu cụ già năm nay 97 tuổi rồi, tôi vẫn thay bỉm, vẫn đau bình thường, không có xá được gì hết. Thế mà tôi bảo anh rằng là chở vợ đi chơi đây chơi đó, thì anh bảo là có con nó chở. Thế anh mới sinh năm 64, năm nay với con 50 mấy tuổi đầu, trẻ ơi, anh mà mặc quần tây áo sơ mi bỏ áo trong thùng thì trông còn ngon lắm. Thế sao không chở vợ đi đây đi đó, Tết vừa gì phải cắm cây nêu, chở vợ đi lên huyện chơi chợ hoa, xem có cành đào không, bởi vì ở trong ấy có mai để cho chị nhớ phương Bắc. Thế rồi chắc chắn là quê nhà mình ở ngoài Bắc đúng không? Kể cho nhau nghe thì chết dở. Đợt này là Hải Dương đang có dịch. Thế mà cũng may là năm nay mình không về Hưng Yên, chứ về có khi lại không vào được. Thế nhưng mà cũng... Đấy, nhớ rằng một người phụ nữ tuổi này rồi, cái người ta quan tâm thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về người chồng, thứ ba là về chuyện quá khứ, tuổi thơ, về quê hương. Thế xem là tới đây nó hết dịch thì về ngoài Hưng Yên xem mồ mả nhà bên nhà em thế nào, bên nhà anh thế nào, trở đi thăm cái cô bạn cũ ngày xưa học cùng lớp 10 với cô, nay người ta ở đây ở đó. Thỉnh thoảng mà mình có hội cựu chiến binh hay là cái hội gì, đưa bà ấy đi, cho bà ấy mặc cái áo dài xanh xanh đỏ đỏ ấy, toe toét đi để bà ấy xem đấy. Ở trên sân khấu ấy, mấy cái bà cũng 60 cả rồi mà múa đẹp chưa, hay chưa. Đấy mẹ mày, mới có mấy năm mươi mấy mà cứ như bà già đây này. Đi để thấy rằng là các chị ấy cũng vui động lắm. Thế rồi mình giới thiệu cho chị vào câu lạc bộ dưỡng sinh. Chiều ra các chị tham gia cùng với mấy bà tập yoga, rồi thở nọ thở kia, đứng vẫy tay, rồi cầm gậy để múa vờn. Nó nhiều thứ lắm. Làm sao để thời gian này gần gũi hơn, bởi vì tuổi này không còn phải tuổi nghĩ đến tương lai nữa, không còn gì nữa, con cái cũng trưởng thành rồi, tiền bạc thì giàu thì cũng giàu rồi, cũng chẳng nghèo nữa. Thế thì chỉ còn có là phải dành cho nhau, mà cho nhau thì phải dành thời gian. Dành thời gian không phải là ngồi bên cạnh, mà thời gian là cho người ta đúng những cái điều người ta muốn. Tôi cũng động viên được, tôi bảo thôi đi, bây giờ mình sống cỡ này rồi, bây giờ con cái thành đạt, có nghề nghiệp hết rồi. Có ba thằng cháu lộn, hai trai một gái rồi, mà bây giờ có cái cau cáu lại mà sống chả được mấy đâu, mà cau cáu lại tổn hại sức khỏe, nó chả rằng. Anh ơi, chả khác nào anh bảo một người đau bụng là thôi tội gì mà đau bụng, thay vì bảo người ta là đừng đau bụng nữa thì hãy đi mua thuốc cho người ta uống, đúng không? Đưa đi chơi, dắt nọ kia, mua cho cái váy áo dài mặc, đưa đi tham gia hội nọ hội kia, khéo không một thời gian sau say mê quá, có khi rồi anh lại thấy ghen ấy, bởi vì đi ra ngoài ủy ban lại thấy hội văn nghệ lại thấy say mê quá, giờ lại một tuần ba buổi ra ủy ban đấy, mình phải lôi chị ra khỏi cái gọi là cái tổ kén nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp cho anh phần nào có thêm được những cái bí quyết để tiếp tục giữ lửa hạnh phúc gia đình cũng như là tiếp tục chinh phục bà xã của mình ở tuổi này ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, đang Bình Phước nghe đây. Với cháu của nhà thánh ra 15 tuổi mà ra mà cháu cửa phục của cháu dậy thì buồn á. Cháu trai hay cháu gái hả chị? Trai. Vâng, chị hỏi cho cháu ngoại, năm nay 15 tuổi rồi nhưng mà chưa thấy biểu hiện dậy thì. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chúng tôi sẽ tư vấn cho chị nhé, xin mời ạ. Dạ. Vâng, chào chị. Vâng, cháu nó nói thế nhưng mà chị có ở cùng với cháu không chị? Có, đang ngồi ra ngoài luôn luôn. Vâng, vẫn cứ ở cùng và cũng cứ hai bà cháu cũng cứ đi chơi với nhau luôn đó. Đúng không ạ? Dạ. Thế thì chị nói là cháu 15 tuổi rồi mà không thấy biểu hiện của dậy thì. Vậy thì chị muốn thấy biểu hiện gì cơ ạ?
Nói chung là trong cái chuyện mà dạy thì của cháu thì vàng ngại, tim của cháu nhũ. À vâng, đấy. Cháu 15 tuổi mà nói chung là chỉ bằng ngón chân cái thôi. Bằng ngón chân cái? Ý là vào cũng cái sợ vợ cháu thôi, nhưng mà chim của cháu cũng nhỏ. Rồi, chim nhỏ, bây giờ nhỏ to chả biết là so với cái gì, đúng không? Nhưng chỉ thấy là nó nhỏ, đúng không? Bà cũng cứ nghĩ rằng bà tưởng tượng nó phải to như thế nào. Bà thì nói chung là cũng cứ nghĩ là giống như người bình thường á. Thế thì ngoài ra thì bà có thấy rằng là cháu nó lớn nhanh lên này, rồi giọng nói nó thay đổi, có những cái dấu hiệu gì khác không? Cháu thì nói chung là bình thường, nhưng mà tôi thấy cháu thấy và biểu hiện của cháu mà răng mà cái hình thường cái vấn đề của cháu anh không có lớn được, nên là bà mới nóng ruột để hỏi thôi. Nhưng mà cháu nó đi học nó cứ vui vẻ, nó có bình thường rồi, bà có thấy rằng là dạo này nó lại có vẻ như là thẹn thùng này, rồi là giọng nói của nó cũng lại có cái gì thay đổi này, rồi là hành vi ứng xử đời thường ấy nó có thay đổi gì không? Đó. Thường thôi ạ. À. Vâng. Cháu vẫn chờ nó học, cháu học lớp 9 rồi nhưng mà cháu vẫn bình thường, cháu có vấn đề gì cả, nhưng mà ba quả thì ba quả luôn. Vâng, thôi nói tóm lại là như này, tất cả mọi thứ là bình thường, nhưng mà bà chỉ quan tâm đến cái chuyện dạy thì là ở cái chỗ đấy của cháu nó bé. Nhưng cái rất quan trọng là như này này, bây giờ bà phải thủ thỉ nói chuyện với nó, hoặc là quan sát ở nhà với cháu thường xuyên mà, nó mặc quần đùi ý, xem là nó có nghịch ngợm vào chỗ đấy không này. Hoặc là lúc nó đi tắm, bà bảo là bà cũng ngại, bà chỉ nhòm trộm thôi. Hoặc là thân thiết để mà gần gũi thì hỏi là thế buổi sáng có thấy cái chỗ đấy nó nhúc nhích rồi là có thấy là nó dựng đứng lên không này, nó có to lên không này, đúng không? Hay là hỏi là này, bà thấy là ở tuổi 15, 16 hay là tuổi dậy thì thì ở lớp con có được học không? Tuổi 15 nó được học hết đấy bà, thì con thấy thế nào? Con như thế nào để cho nó chia sẻ, đúng không? Nó bảo con thấy bình thường mà, con thấy như là con học không có vấn đề gì. Nhưng mà cái chỗ đấy quan trọng lắm. Có thấy là nó, nhất là vào buổi sáng là nó cứ cương cứng lên, xong rồi là đã thấy xuất tinh chưa? Nó được học, nó biết xuất tinh là gì đấy bà ạ. Nhá. Vâng, thế thì phải chuyện trò với nó và hỏi han để cháu nó kể chuyện. Thì bà mới biết được, chứ đây lại mình là cái đầu của mình là theo kiểu truyền thống mà, chuyện là tế nhị và cứ bảo là nó bình thường, bây giờ cũng không biết bình thường là như thế nào, đúng không ạ? Nhận xét thì tâm sự thì cũng không, mà nhìn đến bộ phận ngoài của nó đấy thì lại cũng lại trộm lại sợ ngượng đó. Thế thì nhỏ to đôi khi không quan trọng lắm, mà là chức năng của nó. Ví dụ nó tuy hơi nhỏ hơn mọi người cùng trang lứa nhá, đừng lấy cái ông trưởng thành lên, mà cháu nó kể chuyện là cháu xuất tinh rồi đấy. Thế thì như vậy là nó dậy thì rồi. Cái khái niệm các cái thay đổi về tuổi dậy thì, nếu không thì bà cũng cập nhật đi. Một là cập nhật qua cháu, hỏi nó và nó biết và nó trả lời, và bà cháu thủ thỉ với nhau nhiều hơn để biết, để gợi ý như thế, để mình biết cái hướng xử trí, phát hiện tâm sự với cháu, với bố mẹ cháu, giúp đỡ cháu nếu nó có vấn đề gì bất thường. Hoặc là nếu mà nó kể chuyện với mình mà thấy nó là bình thường thì bà cũng đỡ lo lắng nhá. Rồi. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Vâng, tôi nghe đây. Thái Bình xin nghe ạ. Kính thưa đồng chí, tôi là một chiến sĩ công an thì nghỉ hưu rồi. Thế nhưng mà tôi lên nhà bạn tôi là cách nhà bạn tôi ba nhà là có một cái cô bảo là cô cho tôi xin cô đứa con, nhưng mà báo cáo với đồng chí là đối với nhân dân thì kính trọng lễ pháp, tôi không được phép như thế đồng chí ạ. Cho nên là các đồng chí thì tư vấn hộ tôi cho nên là nên hay không nên thì tôi rất là băn khoăn. À thế ạ, vâng. Anh nghỉ hưu lâu chưa ạ? Tôi nghỉ được vài năm rồi đồng chí ạ. À vâng vâng. Bây giờ có một cô hàng xóm của anh bạn lại xin một đứa con đúng không ạ? Đúng rồi đấy ạ. Vâng, rất là khó nghĩ. Vâng. Đồng chí là tôi rất ngại, bởi vì là từ trước giờ thì bất thình lình tôi như thế này cho nên là tôi rất là ngại đồng chí ạ. Vâng, tôi hiểu ạ. Vâng, xin là chia sẻ với anh. Bác Hồ của chúng ta mà.
vậy là đối với nhân dân kính trọng, nói phép mà chúng tôi là chiến sĩ công an mà lại như thế thì không thể được. Các đồng chí tư vấn dùm tôi. Nhưng nên không nên, theo tôi là tôi không nên đâu. Vâng, tôi hiểu cái tâm tư của anh ạ. Sau đây thì chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với anh nhé. Xin chào đồng chí Đinh Đoàn nhé. Dạ vâng, chào anh. Anh như thế này nhá, tôi hoàn toàn đồng tình với anh rằng là ở đời thì chúng ta hoàn toàn có thể tốt bụng chia sẻ với mọi người. Ai thiếu gạo thì ta hỗ trợ gạo, thiếu mì thì ta cho mì. Không có tiền thì có thể là chia sẻ một ít tiền. Nhưng cái món kia ấy, thì không thể đi làm từ thiện được, đúng không? Tự nhiên có ai đó bảo cho em xin đứa con, thế là mình đè ra mình cho. Nghe có vẻ nó làm sao ấy. Cho nên là làm cái việc đó phải là những cái sự hết sức thiêng liêng, chỉ làm với cái người mình yêu thương, những người vợ mà đúng pháp luật của mình thôi. Bởi vì người ta nói chả biết thế nào được, biết đâu người ta cho gài bẫy mình thì sao, đúng không? Mình đang có cuộc sống yên lành, đang vợ đang con, các cháu các chát rồi. Cô này là cô xấu, cô không có chồng đồng chí ạ. Vâng, cô ấy xấu hay là đẹp thì cũng thế, chẳng phải vì cô ấy xấu mà cô ấy đẹp thì anh cũng không nên cho. Bởi vì rồi lúc cô sinh ra đứa con, cách đây có mấy nhà, cô ấy đẻ con ra, mình là một người cha, mình không lẽ không nhìn mặt con, mà nhìn mặt con cả làng nó đồn âm lên, eo ơi trông mặt thằng cu giống như đồng chí gì đấy gọi tên mình ra. Thế rồi lúc đấy rồi, vợ mình với con mình bắt đầu với nghi ngờ, rồi bắt đầu xích mích làng xóm láng giềng. Cả một cuộc đời mình đã giữ được cái danh dự cho đến những phút cuối này, hãy sống thật sự thanh thản và đúng với lương tâm, đúng với pháp luật nhá. Tôi rất thanh thản, thế là tôi không bao giờ nghĩ như thế đâu đồng chí ạ. Đúng rồi ạ. Bởi vì bác đã dạy chúng tôi rồi. Vâng. Ngoài chữ T thứ nhất là tiền, có thể tránh được. Chữ T thứ hai là tình, cái chữ T đấy là nặng. Vâng. Chữ T thứ ba là tù. Vâng. Chính chức công an mà đi tù thì còn ra cái gì nữa hả đồng chí? Vâng, tình tiền tù tội nó hay đi liền với nhau lắm. Chứ mà đây thì tình ngoài luồng như thế này rất dễ nảy sinh những cái điều mà nó không hay. Cho nên là thôi giữ gìn sức khỏe và mình dành thời gian để lo cho gia đình, cho vợ con. Ngoài ra nếu tham gia công tác xã hội ở địa phương, đóng góp được cái gì thêm cho xã hội càng tốt. Bởi vì anh mới có 62. Rồi, thế chúc anh sức khỏe và gia đình thì yên ấm hạnh phúc nhé. Cảm ơn đồng chí Đinh Đoàn nhé. Dạ, vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn các đồng chí, vâng. Vâng, xin được chào thính giả. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi cũng xin chúc anh và gia đình có một cuộc sống thật là hạnh phúc và may mắn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc. Alo ạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, em chào chương trình. Em có hai câu hỏi muốn hỏi chương trình ạ. Vâng. Vâng, em có con gái 12 tuổi. Cháu vẫn chưa có kinh nguyệt nhưng mà mấy tháng trở lại đây cháu có ra nhiều khí hư màu trắng ạ. Vâng. Em cũng cho cháu đi thăm khám rồi và người ta cũng lấy dịch đấy. Họ bảo là dịch của cháu thì không có nấm gì đấy ạ. Vâng. Không có ạ. Vâng. Nên em hỏi chương trình là mấy tháng gần đây rồi cháu cũng vẫn chưa có kinh nguyệt thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? Vâng, là mẹ rất là lo lắng cho con gái chuẩn bị đến tuổi dậy thì đúng không ạ? Vâng, tôi cũng có con gái tầm tuổi như chị cho nên rất là chia sẻ với cái băn khoăn của chị. Sau đây thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cụ thể cho chị nhé. Xin mời. Chị ơi, cháu mới có 12 tuổi mà. Không phải, nhưng mà em không phải mong cháu có kinh nguyệt mà cháu có nhiều khí hư màu trắng lắm bác sĩ ạ. Ừ, cái khí hư màu trắng nó cặn cặn như nước gạo à? À, hay là nó trong trong như lòng trắng trứng? Nó như nước gạo ấy bác sĩ ạ. Ừ, nó trắng đục như nước gạo ấy. Nó có hôi hay là gì không? Dạ không ạ. Cháu nó có ngứa ngáy gì không? Em hỏi cháu thì không ạ. À đấy, tức là nó rất là bình thường, chỉ có cái màu của nó là hơi thay đổi, đúng không? Vâng. Xong ạ. Rồi đi khám rồi, người ta cũng lại bảo cái khí hư đấy là bình thường. Vậy thì có thể là ở trong cái giai đoạn này gọi là tiền dậy thì đấy, thì nó có những cái thay đổi về cái sự tiết dịch và nó còn là thay đổi. Và cái thay đổi này nó lại không phải là bệnh tật vì mình đưa đi khám rồi, vì vậy cũng không lo lắng nhiều, đúng không? Cái thứ hai là cái sinh lý của cháu thì chị cũng nhìn thấy nó có những cái biểu hiện là nó đang thay đổi, có những cái thay đổi nội tiết trong cơ thể về mặt sinh lý nữa. Vậy thì cái việc mà quan tâm đến xem là dậy thì chưa này có vấn đề gì về cái kinh nguyệt không này, bởi vì kinh nguyệt nó gần như là đánh dấu cho cái sự chính thức dậy thì, đúng không? Vâng ạ. Thế thì cái quan trọng nữa là bây giờ phải hướng dẫn cháu cái cách vệ sinh hàng ngày. Vâng ạ. Vâng. Đấy, vệ sinh hàng ngày như thế nào này, rửa bằng nước như thế nào đó thì hoặc là chị biết rồi, hoặc là chị xem thêm tài liệu, tức là vệ sinh hàng ngày, rồi là cái quần lót ra làm sao này, đi học từ sáng đến chiều thì nếu mà nó bẩn, nó ẩm ướt thì xử lý như thế nào này,
kể cả cái việc cháu vệ sinh như rửa thì cái cách rửa thế và khi mà cháu nó thực hành thành thạo rồi ấy, thành thói quen rồi thì lại tiến đến nói chuyện với cháu để chuẩn bị mà cho cái chuyện vệ sinh khi có kinh nguyệt. Đó là liên quan đến cái chuyện kinh nguyệt. Và tiếp theo là chuyện trò tâm sự với cháu về những cái thay đổi về mặt tâm lý ở lứa tuổi của cháu. Nó sẽ có những cái thay đổi, đúng không? Vậy thì có những cái thay đổi nào mà nó làm cho cháu khó chịu, hoặc làm cho mẹ khó chịu, hoặc là với xung quanh nó khác thường ấy, nó bị gặp phản ứng ấy, thì mình cùng đồng hành với con để con nó vững vàng vượt qua cái giai đoạn này. Nó rất quan trọng đấy ạ. Và muốn qua cái giai đoạn mà dậy thì này nó an toàn, kể cả về mặt thể xác và tinh thần ấy, thì cần phải trang bị kiến thức từ trước nhá. Tức là như là ngày xưa người ta bảo cứ nhảy xuống ao đi thì sẽ biết bơi, nhưng bây giờ không thế. Một là biết bơi, hai là chết đuối. Mà trước khi nhảy xuống ao thì phải học lý thuyết đã. Xuống ao thì vùng vẫy như nào. Vậy thì bây giờ chị trang bị cho cháu những cái kiến thức đấy là rất quan trọng nhá. Chứ còn cái việc với khí hư ấy thì chị cũng đã rất cẩn thận rồi, đi khám rồi, họ bảo là bình thường rồi thì cứ vậy thôi chị nhá. Vâng, chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình và luôn đồng hành cùng con gái của mình trong cuộc sống của con nhé. Xin được cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Bùi Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cao Bằng. Vâng, xin chào thính giả. Vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng. Dạ chị ơi, bây giờ là em đang có thai á chị ạ. Vâng. Trước thì em với người yêu em cùng với nhau được hơn tháng. Trong khoảng thời gian đó thì bọn em có xảy ra nhiều mâu thuẫn đấy. Vâng. Thì anh ấy có đánh em vài lần trong khoảng thời gian đó ấy, thì em cũng đã có về nhà ấy. Vâng. Thì gia đình em cũng ngăn cản không cho em đến với anh đấy. Vâng. Nhưng mà bây giờ bọn em đang có thai đang có con với nhau ấy. À. Em không biết phải làm sao luôn chị ạ. Vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ em 19 ạ. Tóm lại là hai bạn đã chung sống với nhau như vợ chồng và hiện nay đang có thai rồi. Vâng. Tuy nhiên thì gia đình của bạn cũng ngăn cản và vừa rồi thì bạn trai lại còn đánh bạn đúng không? Vâng, trong khoảng thời gian hơn tháng thì bọn em ở với nhau thì cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn và anh ấy cũng có đánh em vài lần đấy. Vâng, bạn vẫn muốn hai bạn chung sống với nhau à? Đi tới hôn nhân à? Vâng. Vâng, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn nhé và chia sẻ với bạn. Xin mời anh. Rồi, chào em. Em chào anh ạ. Bạn trai bao nhiêu tuổi, hiện nay đang làm gì ở đâu, nó còn đi học không, đã làm được cái gì để mà tự ăn chưa? Bạn trai em hiện nay đang đi làm, bạn trai em 36 tuổi ạ. À, bạn trai 36, mình 19 đúng không? Bố em bao nhiêu tuổi? Bố mẹ em năm nay cũng tầm 50 tuổi. À, bố 50 mà bạn trai thì 36, mình thì 19 đúng không? Khi yêu nhau bố mẹ không đồng ý, rồi mình mới bỏ đi mình ở với nhau, hay là vì mình bỏ đi theo bạn trai không được sự đồng ý của bố mẹ thì bố mẹ mới tức giận? Cái dạ, gì cơ chứ? Em đi theo anh ấy không được sự đồng ý của bố mẹ. Ừ. Đi theo anh ấy vì cái gì? Anh ấy yêu lắm rồi, anh ấy tốt rồi, anh tử tế, anh hết lòng hay là như thế nào? Anh ấy thì nói chung là cũng yêu thương em, nhưng mà anh ấy thì cũng nóng tính ấy, anh ạ. Anh ấy có đời vợ nào chưa? Hiện nay có vợ nữa chưa? 36 rồi. Dạ, anh ấy có một đời vợ rồi anh ạ. Ly hôn thật sự chưa? Cũng trải qua nhiều mối tình. Ừ, nhưng anh ấy đã ly hôn thực sự với vợ kia chưa? Anh ấy ly hôn với vợ rồi ạ. Rồi, trước đây có phải là vì là anh hay đánh vợ mà vợ không chịu được mà phải ly hôn không? Về cái này thì em không rõ anh ạ. Ừ, em theo một người đàn ông 36 tuổi, gần gấp đôi tuổi em, người ta đã bỏ vợ mà không biết rằng vì lý do gì. Có những người đàn ông gia trưởng đánh đập vợ, người vợ cũng đã cố gắng hết sức nhẫn nhịn mà cuối cùng không chịu đựng được phải bỏ của chạy lấy người, tức là chấp nhận ly hôn. Thế mà mình là người đến sau, mình không biết gì, chỉ có đi theo thôi, thì đấy mới còn đang có người yêu thôi, chưa có cái gì ràng buộc về mặt pháp luật mà đã bị ăn đòn rồi đấy. Thế thì mình cũng phải biết rồi, bây giờ lại còn có thai nữa. Anh ấy đối xử với cái thai thế nào? Anh có nói rằng là anh sẽ cưới em rồi chúng ta sẽ đưa đăng ký kết hôn để con mình sinh ra có bố, bất chấp là bố mẹ đồng ý hay không đồng ý không? Hay là thế nào? Hay anh bảo là kệ em làm gì thế nào? Dạ anh ấy có bảo là cưới ạ. Ừ. Anh bảo bao giờ cưới? Chưa biết được, nếu mà anh ấy bảo là gia đình em mà đồng ý thì sẽ cưới ạ. Thế còn không đồng ý thì thôi à? Bạn không đồng ý thì bảo là thì em sẽ tìm cách để thuyết phục bố mẹ
Thứ nhất thì thôi, cứ coi rằng là em còn trẻ người non dạ, nhưng 19 tuổi là đủ tuổi lấy chồng. Đấy, tức là em là một cô gái. Còn nếu anh ấy dù là có già đến đâu chăng nữa nhưng hiện nay đã bỏ vợ rồi mà đúng thực sự là đã ly hôn, thì anh cũng là người đàn ông không có vợ. Hai người đến với nhau tự nguyện thì đây là cuộc hôn nhân tự nguyện và pháp luật bảo vệ. Cái việc đám cưới hay không không quan trọng bằng cái việc là đi đăng ký kết hôn để mà được chính thức thành vợ thành chồng, để rồi con mình sinh ra đăng ký ghi ở bên phần người cha, phần người mẹ nó đầy đủ. Thế thì thứ nhất là em cân nhắc thực sự nếu em vẫn muốn lấy cái anh này. Bởi vì căn bản là bây giờ bọn em đang có con với nhau. Ừ. Đấy. Và em thì em không muốn đứa bé sinh ra không có bố ạ. Rồi. Thôi lúc này thì không cần. Thế nhưng mà trước mắt thì em chỉ cần là gọi là có người lấy mình và con có bố thôi. Còn sau này thì sẽ tính sau, đúng không? Em hãy nói với anh ấy rằng là bố mẹ em có thể không chấp nhận, vì em đã quá hư, 19 tuổi đã bỏ nhà đi theo trai, và lại trai lớn tuổi mà không chấp nhận. Giá như em đi theo một cái anh chàng độ 22-23, hiện nay cũng học hành tử tế, tốt nghiệp đại học, đang làm kỹ sư ở đây ở đó, mà trông người hiền lành tử tế, cuộc sống sạch sẽ chẳng hạn, thì chắc bố mẹ không ngăn cản đâu. Vì thực ra bố mẹ nào cũng mong muốn cho con mà có được cái người yêu, cái người chồng mà nó đàng hoàng tử tế. Nhưng có thể trong mắt bố mẹ em thì cái anh kia ấy là một người mà không thể chấp nhận được. Thứ nhất là chênh lệch tuổi lớn với em, hơn 17 tuổi đàng hoàng. Cái hơn 17 tuổi lại không quan trọng bằng việc là anh ấy có một cái cuộc hôn nhân trước rồi lại đổ vỡ, thì gia đình chưa thật sự hiểu là vì đâu. Cho nên rất là lo rằng con gái của mình thì thời gian đầu còn tít mắt đi với anh như thế thôi, nhưng mà rồi sau này lấy được rồi, rồi lại bị bất hạnh, thì rồi cuối cùng cũng ôm con về bà ngoại được, lúc ấy làm khổ bố mẹ nhưng bố mẹ lo. Thế bây giờ thì nói thế này này, chốt với anh ấy là có muốn cưới không. Lấy em thì như vậy là hãy bất chấp bố mẹ có thể chửi thề mắng, hai đứa dắt tay nhau về xin lỗi bố mẹ rằng chúng con đã vì yêu nhau mà chúng con chót dại như thế. Này chúng con có em bé, có em bé nó cũng không có tội tình gì, mong muốn là bố mẹ tha thứ và tạo điều kiện để chúng con thành vợ thành chồng. Nếu như anh ấy ăn nói đàng hoàng tử tế được cái câu như thế thì tin rằng bố mẹ cũng bớt đi cái giận đi và tạo điều kiện cho hai đứa lấy nhau. Thế còn nếu trường hợp là mình có nói có xin mà bố mẹ vẫn đuổi đi, vẫn cứ rằng là mày đi đâu đi, tao không có đứa con gái như mày, tao không có cái thằng con rể như mày, thì các em hãy làm những cái việc mà cho nó đúng pháp luật. Đưa nhau đi ra ủy ban nhân dân phường hay là xã nơi mà em và anh ấy sinh sống ấy, mình làm thủ tục đăng ký kết hôn để thành vợ thành chồng. Còn cái đám cưới thì tùy cơ ứng biến, có thể thậm chí là sau này có điều kiện thì chỉ cưới bên nhà anh mà không cưới bên nhà mình, hoặc là cưới theo kiểu gọn nhẹ vân vân. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là phải được pháp luật công nhận nhé. Vâng, bởi vì anh này có một cái khuyết điểm là anh đấy là người mắt kém ạ, người khiếm thị ạ. Thì bố mẹ em không có ở điểm đấy ạ. Thôi bây giờ bố mẹ không quan trọng bằng quan trọng. Mà với em thì em em không thích một cái cuộc sống bạo lực ạ. Nhưng mà về vấn đề ở đây là thì bọn em cũng yêu nhau và cũng đã có con với nhau rồi đó anh. Thế thì mình phải chấp nhận thôi, bởi vì đáng lẽ phải biết rằng đây có phải là nơi gửi gắm niềm tin không, rồi hẵng có con thì đây lại cứ làm có con trước, rồi sau đấy mới nhận ra rằng là không thích bạo lực. Thì bây giờ mình phải chấp nhận một trong hai, một là mình có chồng và con có bố để gọi là có, còn sau này bất hạnh đến đâu thì tính sau. Hai là cân nhắc xem không thể đấy, bây giờ đã mắt kém thì chớ, lại tuổi thì cao, đã một đời vợ không giúp gì được mình thì đâu đến nỗi nào, mới có 19 tuổi người ta đã chấp nhận mà đến với anh ấy mà lại còn không được trân trọng nâng niu. Vậy thì mình thử xem là có phải cố đấm ăn xôi hay không nhá. Vâng, chúc bạn sẽ có một cuộc sống may mắn hơn nhá. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hà Nam. Alo, tôi nghe ạ. Vâng, tôi nghe ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Tôi năm nay là 46. Bây giờ đòi hỏi sinh lý của hai vợ chồng thì tôi rất thích, nhưng mà vợ thì nó lại không chịu được, mà nó lại cứ bắt là nằm như nằm riêng chứ nằm chung nó không ngủ được. À thế ạ, vâng. Thì giờ tôi hỏi là có phải là bệnh lý gì không, để còn có cách gì đi mình khám, hay là cô ấy đi công ty thì là cô ấy quan hệ hay là có bạn khác thì cái này tôi vâng. Đưa ra cho. Dạ vâng, tôi có thể hiểu là trong anh lúc này đang xáo trộn rất là nhiều những cái băn khoăn suy nghĩ đúng không ạ?
không biết là vấn đề sức khỏe của vợ có vấn đề gì không, hay là mình cũng nghi ngờ một chút là không biết hay là cô lại có tình cảm bên ngoài mà về lại đâm ra chán ghét mình, đúng không ạ? Vâng, đúng là trong anh đang có rất là nhiều cái xáo trộn. Chị Vũ Minh Phượng ạ, chị có thể tư vấn cho anh thính giả ở Hà Nam về vấn đề quan hệ giữa hai vợ chồng của anh chị không ạ? Chào em. Em ơi, thế em có hỏi lý do không khi mà vợ đòi nằm riêng ấy? Dạ, là cách đây 6-7 tháng rồi cô không cho nằm chung nữa, mà cô vợ ngáy ngủ, cô không ngủ được. Thế lý do chỉ là vì mình ngáy thôi ạ? Vợ đang đi làm gì anh? Thì sáng đi trưa ăn cơm, mà đấy tối về. Tối về, còn về nhà có cảm thấy quá mệt mỏi rồi lại công việc nhà bức xúc lắm không? Không, nói chung là về nhà cô không phải làm gì hết, cơm nước rồi. Là xong hết rồi, không phải cơm, không phải nấu tí gì cả. Chứ cũng không phải. Rồi. Thế và ở cái tuổi mới có 44, thế mà bây giờ lại cứ đòi nằm riêng. Ngày xưa không biết là mình có ngáy không nhỉ? Hay bây giờ bắt đầu mình sang tuổi 46, 47 gì đấy là bắt đầu ngáy. Thế còn vợ thì sang cái tuổi 44 là cái tuổi mà tiền mãn kinh ấy. Trong người nó có nhiều thay đổi lắm về mặt sinh học ấy ạ. Thì là cũng bắt đầu khó ngủ rồi, tai rất hính. Thế và chỉ một cái ngáy nhỏ của chồng thôi cũng mất ngủ. Và cái điều đấy thì cô cũng cần phải có một cái giấc ngủ để mai đi làm ấy. Thế ngoài cái chuyện ngáy ra, thế về tình cảm mà hai anh chị thì thế nào ạ? Tình cảm hai vợ chồng tôi thì tôi chung thủy không đi ra ngoài. Vâng. Bất biết mẹ ai đi làm về, đi cũng phải đi lao động nặng về. Được bao tiền đưa vợ bằng hết, không cầm đồng nào. Thế còn vợ thì cũng vẫn cứ yêu thương và chăm chút gia đình gì ạ? Không, vợ nhiều lúc nó cứ bực tức như nào. Ví dụ đêm mà mình dậy đi vệ sinh mà không may mà va vào cái cửa hay cái ghế gì là là bắt đầu nói từ lúc đấy cho đến sáng mai. Rồi, cứ hay thay đổi tính nết, bực tức, dễ bực tức, đúng không ạ? Vâng, và bắt đầu cáu kỉnh. Ngoài ra là có những cái hành vi bất thường, tức là tự nhiên lại đi đâu vài tối không? Không, đi tối thì không đi. Rồi, để mà xem rằng là có phải là có một đối tượng nào ở bên ngoài mà cuốn hút không? Đúng không? Thì loại trừ cái việc đấy mà chỉ là lý do là vì mình ngáy, thì ở cái tuổi của bạn gái này này, đấy của vợ bạn ấy là tuổi tiền mãn kinh. Thế cho nên là cái trong người nó mệt mỏi lắm, có khi buổi đêm lại bừng bốc hỏa lên, nó nóng, có những bạn kêu ca là mình thì nóng toát mồ hôi ra mà chồng thì lại đòi đắp chăn. Thế rồi là cứ tung chăn ra rồi kẻ lại đắp chăn vào. Thế là lủng củng suốt đêm, không thể ngủ được, thôi thì ngủ riêng. Đấy, hoặc là cũng có nhiều người ở cái tuổi này thì nói về cái chuyện là kêu ca chồng là ngáy này, rồi đêm dậy mò mẫm, cứ lục sục đi giải này, vân vân và vân vân. Nói tóm lại cái tâm sinh lý của cái người phụ nữ ở cái độ tuổi này là nó thay đổi rất nhiều. Nếu anh hiểu được cho điều đấy, cho vợ ấy, thì động viên. Và đôi khi còn có thể nói là nếu, tức là đôi khi mà hiểu rằng là vợ mình thay đổi sinh lý cho nên rất là mệt, cần phải chiều chuộng hơn, đấy là về mặt tình cảm. Và nếu mà khó tính quá, mệt mỏi quá, thì có thể nói vợ là có thể đi khám để mà bổ sung nội tiết ít ấy, để mà giữ cho cái sức khỏe nó tốt và cho cái chất lượng cuộc sống tốt. Thì nếu cởi mở và chia sẻ với vợ thì anh sẽ hoàn toàn cảm thông và chia sẻ được cho cái người phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh. Thế và nó sẽ duy trì được hạnh phúc. Hoặc là nếu như đúng là mình ngáy to quá mà vợ không thể ngủ được thì đi chữa cái ngáy to đi. Chữa thì giờ chữa ở đâu? Thế thì cứ đến bệnh viện đấy ạ. Là có các cái thuốc mà nó điều trị ngáy nhá. Tuy nhiên nó cũng không dễ đâu. Thế thì nhưng mà nó có cái cách thì mình nếu phải xác định cơ, đúng lý do là vì mình ngáy rất to và rất nhiều người nói. Thế thì hiểu được bệnh của mình, hiểu được tâm sinh lý của vợ, tìm cách
đương đầu và giải quyết thì hy vọng nó sẽ không làm cho mình cứ bị lăn tăn và suy đoán ở những cái gì đó mà không có cái biện pháp giải quyết vấn đề. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp anh hiểu hơn về tâm sinh lý của vợ mình trong lứa tuổi này ạ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng anh sẽ tìm hiểu thêm về bí quyết giữ lửa hạnh phúc của gia đình mình nhé. Hạnh phúc thì tôi lúc nào cũng giữ hạnh phúc, nhưng mà... Vâng, mong là anh sẽ tìm hiểu thêm ạ. Vâng, xin được cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Em muốn chia sẻ một câu hỏi của em là em ấy, bạn gái của em là quen nhau được 1 năm rồi. Vâng. Thế thì những cái chuyện bây giờ thì em cũng đi chụp ảnh cưới rồi này. Vâng. Cũng là đi mua nhẫn đính hôn rồi. Vâng. Thế thì bây giờ em cũng rất là khó hiểu rằng là bây giờ em muốn bạn gái em là có nghĩa là ăn cơm trước đẻng ấy, thì cô ấy không đồng ý. Vâng. Thì em muốn hỏi tư vấn tại sao lại như thế nhỉ? À, các bạn đã chuẩn bị cho lễ cưới rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì bạn gái vẫn cứ muốn giữ gìn đến chắc là ngày cưới đúng không? Vâng. Nói chung là bây giờ thì nói thật chương trình là bạn gái vợ sắp cưới của em ấy thì là nó cũng yêu 4 năm mối rồi, nó yêu mấy anh rồi, quen em thì được 1 năm rồi, nói chung là hồi đầu năm đến bây giờ là được 1 năm. Vâng. Thì bây giờ bố mẹ em đến nhà rồi này, sắp sửa ngày mai này đi chắp ngõ này, mua nhẫn cưới rồi này, chụp ảnh cưới rồi này. Vâng. Nhưng mà bây giờ đến cái chuyện A, B, C kia nó lại không đồng ý cho em là như nào thế vậy? Thế à, bạn có biết cái câu người ta vẫn bảo là 30 vẫn chưa phải là Tết không? Nói đùa vậy thôi. Cái chuyện của bạn nó cũng có rất là nhiều những cái phức tạp xung quanh đó. Thế thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Nghe giọng vui nhỉ? Sắp cưới vợ thấy có vẻ vui nhỉ? Mấy đời người yêu rồi vì đến cô này? Em, cô này là cô đầu tiên ạ. Thế còn trước đấy không có ai cả? Trước đấy không có ai cả. Thế à, còn Trinh Tiết đấy à? Nói chung là Trinh thì chẳng qua đâu anh ạ. À đấy. Anh muốn à? Tức là tóm lại thì mình cũng chả Trinh Tiết gì. Còn cô kia thì như văn nãy em đánh giá là cũng qua vài ba đời người yêu chắc cũng chẳng còn gì. Ôi một anh không còn Trinh Tiết với một cô cũng chẳng còn gì. Gặp nhau duyên quá còn gì, chẳng có gì ai thua thiệt cả. Vâng, thì em có bảo nào đâu. Thì em bảo là nói chung bây giờ anh thì muốn... tức là anh muốn đẻ con năm 2019 là cái năm kỷ hợi, là cái năm đẹp đây này. Rồi, tức là cố gắng là làm lúc này, nếu có được thì nó sẽ sinh trong năm hợi để thành con lợn nó hiền lành ụt ịt thì cho nó sướng đấy, đúng đấy. Không? Nhưng mà cô vẫn chưa cho, sắp cưới đến nơi là vẫn chưa cho. Cô thì cô nghĩ thế này này, nếu cho thì cho lâu rồi. Bây giờ mình đã gìn giữ được đến lúc này, tất nhiên mình chẳng còn phải là giữ gìn cái gì trong sáng, nhưng mà còn vài bữa nữa là cưới thôi. Vâng. Nếu mà hôm nay mà cứ cho lão ấy, đã cho được 1 lần thì sẽ cho lần thứ 2. Cũng chả có ai giữ gìn gì. Thế làm cho cái việc mà đến ngày cưới nó cũng sẽ mất đi cái sự hồi hộp thiêng liêng. Anh nghĩ là cũng còn vài bữa nữa thôi. Cũng anh chẳng đến nỗi mà cứ phải... Chắc chắn là em không phải đòi cô cho quan hệ để thử thách. Bởi vì mình thừa biết đánh giá rồi, mình cũng chững chạc lắm rồi. Mình đã nhìn trước nhìn sau. Cũng 3 năm đi nước ngoài cũng chững chạc, cũng rồi. Thứ hai nữa là mình cũng chẳng Trinh Tiết gì. Thứ hai là ba là mình cũng không phải nặng nề cái chuyện còn hay không. Thế còn thì này, đàn ông lúc nó hứng lên đòi, nhưng mà nhiều người cũng đơn giản ấy mà, tự giải quyết được nhanh chóng. Thế cũng đừng có ép cô rằng cứ phải cho một cái. Biết rằng là tháng sau cưới rồi, trước sau mình cũng là vợ chồng, cho nên là sao bây giờ em lại cứ giữ anh, hay là em có bí mật gì mà em không cho anh? Việc gì phải thế, sớm muộn cũng đến cái bữa cơm ấy. Đáng lẽ người ta quy định 12 giờ ăn, mà 11 giờ người ta bê lên một vài món, mình đã có bốc miếng nọ miếng kia, mà đến lúc bữa vào bữa chính ăn nó chán lắm ấy, bởi vì mình ăn lưng lửng dạ rồi mà. Cho nên không thật đấy. Cho nên là anh ở nhà anh cấm con nhà anh là thường thường mẹ xào được món gì mẹ mang lên thơm lừng đấy, nhưng mà cứ kệ, bao giờ bê mâm ra đủ, nó có đủ các món mình ăn nó thấy nó ngon, chứ mà thấy đói quá lại bốc ra 2 miếng bánh xong lại làm một gắp miếng nọ miếng kia, làm một cái nem đến bữa chính không ăn nữa thì cũng không thôi nhá. Ừ đấy, cái đấy là cái quan trọng. Còn này, chỉ sợ không có sức thôi, cưới xong à ngày mấy lần cũng được, không có gì phải vội, mà rồi còn cả đời á, chỉ sợ đến lúc mà bỏ chạy ấy nhá. Nha. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc của mình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Dạ. Vâng, xin chào ạ. Dạ, em chào chị ạ.
Dạ, câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Dạ, em bị nhân sơ tử cung á chị. Vâng. Mà kiểu như lấy khám bác sĩ rồi, nhưng mà bác sĩ nói là cái này là lúc nào mà hết kinh á. Dạ. Hết kinh thì nó hết, nhưng mà em cũng chủ quan lâu nay em muốn đi tới khám lại. Vâng. Giờ em hỏi bác sĩ nếu để hỏi vậy có sao không ạ? Vâng. Lâu chưa đi khám tức là bao lâu rồi ạ? Dạ, cũng 2 năm rồi ạ. À, 2 năm, vâng. Tức là từ sau khi phẫu thuật đến giờ là không đi tái khám đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời chị sẽ nghe bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi tư vấn nhé. Xin mời ạ. Dạ, dạ. Rồi, xin chào chị. Dạ, em chào. Ừ, thế mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 50 ạ. 50, con cháu đầy đủ rồi hả? Dạ, em có 2 đứa gái. Vâng, thế làm sao tự nhiên lại đi khám để mà biết là bị nhân sơ? Tại vì bị viêm á. À, bị viêm. Rồi. Bị viêm xong là đi khám và điều trị viêm. Thế siêu âm thì người ta nhìn thấy nhân sơ, đúng không? Vâng. Rồi. Thế và người ta cứ bảo kệ nó, sau này là hết kinh thì nó sẽ hết. Dạ. Rồi. Ừ, thế cái viêm thì hết chưa? Dạ hết rồi. Ờ, hết rồi. Thế còn cái nhân sơ thì cũng cứ kệ nó. Không có thấy phát triển. Làm sao có đi khám lại đâu mà thấy phát triển. Thế vậy thì hàng tháng cái việc ra máu như thế nào? Em kinh nguyệt em nó trễ lắm. Trễ là bao lâu? Tháng là 25 ngày thôi. 25 ngày thấy một lần, đúng dạ, không? Dạ, mà kinh ít lắm chị. À, nó có khác với ngày trước không? Dạ, giống như em nghĩ chắc có lúc nào lớn tuổi rồi nó kinh nguyệt nó ít lại không chứ. Okay. Nó kinh ít lắm. Rồi, hồi trước thì không có thế, đúng không? Dạ. Đấy, thế dần dần là 50 tuổi rồi mà. Dần dần chắc là rồi nó sẽ hết. Nhá. Dạ. Thế và những cái nhân sơ ấy, nếu như những cái nhân sơ mà nó nằm ở phía niêm mạc ấy, dạ, thì nó sẽ làm cho mình ra máu rất nhiều. Và cái dạ, lúc đó là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì dạ, người ta sẽ có cái chỉ định điều trị, đấy là phải mổ cắt nó đi. Nhưng dạ, có lẽ siêu âm đây thì người ta thấy là cái nhân sơ đó nó nằm ở cái lớp cơ, nó còn phụ thuộc vào cái vị trí của nhân sơ. Dạ. Và lại xuất hiện ở trong cái giai đoạn gọi là tiền mãn kinh ấy. Dạ. Vì vậy người ta nói rằng thôi cứ đợi hết kinh thì nó sẽ hết, tức là khi đấy cái nội tiết nó ổn định rồi thì nó sẽ hết nhá. Dạ. Dạ. Tuy nhiên 2 tháng rồi chưa đi khám thì cũng không nên. Về y tế người ta khuyên rằng những người phụ nữ mà 50 tuổi trở lên thì dạ, nên 6 tháng khám một lần phần dạ, phụ. Thế còn dạ, mình thì thôi lại có cái chuyện nhân sơ nữa thì cũng một năm, ít nhất là một năm đi khám một lần đi. Xem dạ, nó có to lên không. Hoặc dạ, là nó lại teo mất đi rồi để cho nó đỡ lo. Dạ. Đúng không? Nếu nó to lên mà nó lại là lần này khám người ta lại bảo có vẻ như chuyển biến thành cái gì nó không lành lắm. Thì mình dạ, sớm có phương cách điều trị. Nhưng nếu họ lại bảo là nó vẫn thế thì cũng yên tâm, khi nào hết kinh là nó hết. Nhưng nếu họ lại cho mình một cái tin ơ, nó lại nhỏ đi rồi, thế có phải là mừng không? Ăn ngon ngủ yên không? Nhá. Yeah. Ờ, thế chị đã đi khám rồi và đang ở trong giai đoạn này thì có nhân sơ tử cung thì cũng yên tâm hơn, vì cái tỷ lệ ác tính của nó rất là ít và nó lại không gây mất máu. Tuy nhiên vẫn cứ nên đi khám sức khỏe, nhất là sức khỏe phần phụ nhá, định kỳ nhá. Vâng, xin được cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình và chúng tôi cũng gửi lời chúc chị sẽ giữ gìn sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi.